Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành dệt may đang trong giai đoạn phục hồi khi các đơn hàng trong nước và quốc tế nhiều hơn. Thực hiện nghị quyết số 84 NQCP của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để ứng phó với dịch COVID-19, các doanh nghiệp ngành này đang tập trung cao độ vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo đơn hàng cho đối tác và đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng. Theo Bộ Công Thương, trong gần 6 tháng đầu năm 2021, ngành dệt may đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 8,1% so với cùng kỳ, ngành sản xuất trang phục tăng 9,1%, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12%, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 12,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu sơ, sợi dệt các loại tăng trên 60%. Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 66,2%. Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, nhất là đợt bùng phát dịch vào cuối tháng 4 đến nay đã tác động tiêu cực đến các ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng có đóng góp lớn đối với phát triển kinh tế. Một số khu công nghiệp nơi tập trung một lượng lớn lao động, có các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách tại các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng không nhỏ. Bộ Công Thương cũng cho rằng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới có thể khiến chuỗi cung ứng hàng hóa bị trở ngại, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và mặt hàng dệt may nói riêng. Là đơn vị ngành may sử dụng nhiều lao động, hoạt động trải dài ở 7 tỉnh, thành phố với 18 nhà máy, bao gồm trực thuộc và liên kết. Chính vì thế, doanh nghiệp này phải thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của Chính phủ là thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đối với ngành may của chúng tôi thì chỉ cần đóng cửa có một buổi thôi, hoặc một ngày thôi là nó thiệt hại rất là ghê gớm. Chính vì vậy cho nên là cái yếu tố mà phòng chống dịch bệnh thì luôn luôn được ưu tiên hơn trong cái mục tiêu kép là vừa bảo vệ sức khỏe người công nhân, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Theo các đơn vị trong ngành, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện và bùng phát, qua các đợt, ít nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng về lực lượng lao động cũng như đơn hàng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chống dịch sát sườn ngay từ chính doanh nghiệp, thì việc hoàn thành mục tiêu kép hoàn toàn có thể đạt được. Thành công trong chống dịch COVID của chúng ta thì khách chắc chắn sẽ ưu tiên hơn. Người ta nghĩ rằng đặt hàng ở đây sẽ an toàn hơn và chắc chắn sẽ ít lỡ hơn. Thì đấy chính là cơ hội của ngành dệt may, mà khả năng nếu như sau này có một số những cái chuyến, ví dụ như chuyến bay thương mại, rồi một số các cái khách hàng người ta sang ấy, thì người ta chắc chắn ưu tiên đến Việt Nam trước. Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực cho sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may, nhưng đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quyết liệt hơn nữa trong tìm kiếm thị trường mới, hạn chế sự phụ thuộc nguyên liệu vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định và quyết tâm của ngành dệt may trong bối cảnh dịch COVID chưa có kịch bản kết thúc. Dịch bệnh bùng phát, do vậy, việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, thiếu nguyên liệu, đó là thách thức lớn nhất đối với ngành dệt may vào lúc này. Các đơn vị trong ngành khẳng định, chỉ khi dệt may có thể chủ động được nguyên liệu, tìm được nguồn nguyên liệu thay thế thì mới có thể vững vàng vượt qua tâm bão của dịch COVID-19. Sắp xếp lại, cơ cấu lại cái kế hoạch sản xuất của từng doanh nghiệp một cho nó phù hợp với tình hình thực tế, có những đơn hàng đang có. Cái thứ hai là chúng tôi cũng khuyến cáo doanh nghiệp là bây giờ chủ động những cái nguyên liệu nào, các loại sợi và loại vải nào phù hợp ở Việt Nam, thì chúng ta cố gắng là tìm kiếm cái cơ hội để chuẩn bị cho cái thay thế cho trung hạn và cho dài hạn. Tìm nguồn nguyên liệu khác ngoài thị trường Trung Quốc, điều này chưa hẳn đã dễ dàng. Khả thi hơn là nguồn cung ngay tại Việt Nam, nhưng giá thành lại cao hơn hẳn. Đó cũng lại là một khó khăn của câu chuyện nguồn nguyên liệu nội địa vào lúc này. Thế nhưng, doanh nghiệp đâu còn cách nào khác. Vì nguồn cung hiện nay của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc, toàn bộ nguyên liệu của Trung Quốc, thì chúng tôi cũng phải chủ động tìm kiếm tất cả những cái nguyên liệu nào có thể sản xuất trong nước được, thì chúng tôi cũng phải chuyển sang trong nước, và mặc dù giá thành trong nước thì có cao hơn một chút. Các hiệp định thương mại tự do FTA đang được coi là chiếc phao xuất khẩu cho ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, muôn vàn khó khăn bủa vây, đến thời điểm này, tỷ lệ nội địa hóa ngành dệt may mới chỉ đạt trên dưới 60%. Vì vậy, vấn đề duy nhất cho sự phát triển dài hạn chính là vượt qua con số khiêm tốn này. Đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ nhìn nhận rất rõ và phải có một cái quyết tâm để vượt qua cái điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng bằng cái việc hình thành những cái chuỗi, bằng cái hình thành các khu công nghiệp, để từ đó mới có cái cơ sở hình thành những cái chuỗi cung ứng của ngành dệt may một cách tương đối đầy đủ ngay tại Việt Nam.
Trong đợt bùng phát dịch lần này, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp dệt may được đánh giá là chủ động và có kinh nghiệm hơn khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên đã có những bước chủ động trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ảnh hưởng lại tương đối lớn bởi các doanh nghiệp không dự báo được mức độ bùng phát dịch. Do đó, các doanh nghiệp dệt may rất cần các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Để chúng ta đẩy mạnh cái việc mà cho các doanh nghiệp chủ động trong cái việc mà có thể mua và sử dụng cái nguồn vaccine khi mà có cơ quan quản lý nhà nước đã kiểm định theo đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, có thể giám sát cái việc mà doanh nghiệp mua vaccine cũng như tiêm cho cái người lao động để làm sao phòng chống dịch COVID-19 nó thật tốt. Rút bài học kinh nghiệm từ các đợt dịch và ổ dịch, các doanh nghiệp cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để thực hiện được mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là vừa tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vừa ngăn ngừa nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Bên cạnh đó, để khắc phục khó khăn trước mắt, bản thân doanh nghiệp chủ động xây dựng chuỗi liên kết nguồn cung thiếu hụt, chấp nhận mức giá cao hơn để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất trung hạn. Về dài hạn, Chính phủ sớm hoạch định chiến lược quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may giai đoạn 2035-2040. Trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường trên thế giới, Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục sử dụng nguồn từ các gói hỗ trợ chưa sử dụng hết, mới sử dụng khoảng 20% để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động với các điều kiện dễ tiếp cận hơn và kéo dài thời hạn hỗ trợ ít nhất đến hết năm 2021. Cụ thể, tiếp tục giảm tiền thuê đất, tiền điện, nước, giãn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, khoanh nợ, giãn nợ, cơ cấu lại nợ, kéo dài thời gian dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các doanh nghiệp khó khăn đến hết năm 2021. Đồng thời, VITAS cũng đề nghị Quốc hội sớm đưa vào chương trình sửa luật công đoàn, lẽ ra đã triển khai trong năm 2020 và lấy ý kiến để giảm tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn xuống tối đa 1% thay vì 2% như hiện nay và quy định kinh phí công đoàn để lại tối thiểu 90% để chăm lo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp.